rất vui được chào đón các anh em đam mê chăn nuôi gà. Hôm nay mình sẽ làm review một cách cái tấm gà mà của lò cựa Bà Rịa cũng như là trại gà đá. Thì hôm nay mình sẽ đi chuẩn bị để tấm gà cho các anh em. Thì ở đây cách làm của mình thì 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày mình sẽ tắm một lần. Trên tay mình đang ôm con gà, nhưng mà mình sẽ không có quay được nhiều cho anh em, để vì nguyên tắc cộng đồng YouTube sẽ dễ dàng khóa kênh, đó là như ngược đãi động vật. Thì đây là mình chuẩn bị mấy cái bội đó, sẵn. Anh em và các bạn cũng phải nên chuẩn bị là vào lúc trời nắng là tắm nha. Thì có thể đúng cho một vài người mà có thể sai. Ở đây là cách cái quan điểm riêng của lò cựa Bà Rịa cũng như là trại gà đá và cửa sắt của Bà Rịa. Thì đây là một thao nước sạch và một thao xà bông. Thì cách làm này thì đôi lúc anh em cảm thấy rất là ngộ nghĩnh và kỳ quái, nhưng xin thưa với anh em thì anh em sẽ làm thôi. Khi anh em nuôi trong cái chuồng nhốt mà lồng cát thì nếu mà con gà nó ngứa ngáy thì nó sẽ tắm cát hoài. Còn khi mà các bạn và anh em tắm như thế này thì tất nhiên thẩm thấu ngay cả chân lông, sạch sẽ, diệt khuẩn, thì con gà rất là thoải mái và khỏe, không bao giờ dùi cát. Đó, anh em thấy không, ở ngoài tất cả đều là gà tơ mình nhốt hết. Đó. Thì hôm nay là mục đích mình sẽ làm cái video này. Thì anh em cũng thấy ở trên YouTube thì rất là nhiều cách, nhưng ở đây mình chọn không bao giờ tắm hàng ngày. Ví dụ lau mặt lau mày gì thì được, nhưng mà đối với mình thì sẽ không tắm hàng ngày, và phơi nắng cũng không phải là thường xuyên. Đó, thì bây giờ mình bắt đầu, mình để con gà vào, nhưng mà mong anh em thông cảm, mình sẽ giấu cái mặt đi, tại vì giờ mình để quay xuống cho anh em xem cách mình đang tắm con gà. Đó, mình xác luôn. Thì mình sẽ tắm. Này tắm rửa cho nó mát mẻ. Anh em để con gà tắm cho ra tắm. Tắm riết nó quen ha anh em. Thì anh em chọn xà bông gì cũng được, tắm giò cũng sạch sẽ. Tắm như thế này thì không có con rạn con riệp nào mà nó sống nổi hết. Rồi khi xong thì như thế này á, thì cái đầu anh em sẽ chuyển qua bên cái tấm nước. Đó, anh em thấy không? Đó, xong rồi tấm nước sạch. Thì máy hơi rung anh em cũng thông cảm. Đó. Rồi xong.
Rồi xong rồi. Rồi anh em cho vào bội. Đó, khi xong rồi anh em lại cho nó tiếp tục vào bội. Thì anh em phải canh trời nắng nha. Và đó thì gà nó tự để đông, khi nào khô thì anh em sẽ đem vô. Thì mình làm theo cái cách này của mình thì nó trong vòng 10, 15, 20 ngày mình sẽ tắm một lần. Tắm cho ra tắm chứ không có tắm giếng bà phủi. Cà phủi thì mình không làm. Rồi một lần nữa thì có những gì đóng góp ý kiến thì rất mong anh em bình luận. Thì có cùng nhau để chia sẻ, cùng nhau để chúng ta phấn đấu những cách làm mới. Thì một lần nữa Lò Cựa Bà Rịa cũng như là Gà Đá Và Cửa Sắt xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.